Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, giá gạo tăng cao nhưng doanh nghiệp xuất khẩu không được hưởng lợi nhiều. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong vòng 2 tuần qua, giá gạo xuất khẩu 100% tấm của Việt Nam đã được điều chỉnh tăng 3 đợt, với tổng mức tăng trong cả 3 đợt lên tới 17 USD trên tấn. Giá gạo 100% tấm của Việt Nam đang được bán ra ở mức 355 USD trên tấn, cao hơn gạo cùng loại của Pakistan khoảng 7 USD trên tấn. Giá gạo 5% tấm và 25% tấm của Việt Nam vẫn ổn định ở mức 415 USD và 395 USD trên tấn. Xuất khẩu sôi động. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Đôn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng ở Tiền Giang cho hay, ngoài Philippines, thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, nhu cầu nhập khẩu gạo của các thị trường khác đều tăng trở lại. Dự báo xuất khẩu gạo quý 2 năm 2022 tiếp tục sôi động. Khách hàng châu Phi trước còn chần chừ do giá cước vận chuyển tăng, nhưng nay họ không thể chờ đợi nữa, buộc phải mua vào dù mặt bằng giá gạo đang tăng. Trong quý 1, các doanh nghiệp chủ yếu giao gạo cho Philippines. Theo hạn ngạch của năm ngoái, thị trường này chủ yếu nhập khẩu gạo trắng thường nên giá trị không cao. Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 1, Việt Nam đã xuất khẩu 1.475 triệu tấn gạo, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, thu về 715 triệu USD, tăng 10,5%. Và chính sự bất ổn của thế giới thời gian qua khiến các nước đều có nhu cầu tích trữ lương thực, đẩy giá lên cao chứ không phải do hàng hóa bị thiếu hụt. Thị trường đều nhận định xu hướng giá đi lên nên có tâm lý chờ giá tốt mới bán, trong khi các nước nhập khẩu lại muốn mua sớm. Mọi năm Philippines đến cuối tháng 5 mới mở hạn ngạch nhập khẩu gạo, nhưng nay các dấu hiệu cho thấy họ sẽ nhập khẩu ngay từ tháng 4, nên tình hình tiêu thụ gạo trong quý 2 sẽ có nhiều thuận lợi. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao của Trung An, thành phố Cần Thơ cho rằng gạo Việt Nam chỉ hưởng lợi một chút từ việc mặt bằng giá gạo tăng vì so với chi phí đầu vào, giá gạo đầu ra không tăng tương ứng. Với doanh nghiệp xuất khẩu gạo mang đặc trưng là một hàng nông sản có giá trị thấp, bị ảnh hưởng nhiều bởi giá cước vận chuyển thường biến tăng quá cao trong thời gian qua, doanh nghiệp xuất khẩu không thể cộng tất cả giá cước vào giá bán mà phải đàm phán, chia sẻ với khách hàng để giữ thị trường. Chính vì vậy, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bị sụt giảm, nhưng không có cách nào khác. Tổng giám đốc một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu gạo thơm sang thị trường Mỹ cho hay, nhu cầu thị trường này khá tốt với giá xuất khẩu khoảng 1.000 USD trên tấn, nhưng nghịch lý là doanh nghiệp phải tốn phí để xuất khẩu ủy thác từ 2 đến 3 USD trên tấn vì chưa có giấy phép xuất khẩu gạo. Giấy phép xuất khẩu gạo trong tình hình hiện nay là rất vô lý, cản trở doanh nghiệp khai thác thị trường cao cấp. Sản lượng ít nhưng giá trị lại cao, nên phải loại bỏ. Tổng giám đốc công ty này đề nghị giá thu mua lúa vẫn thấp, dù giá gạo xuất khẩu tăng, nhưng giá mà các doanh nghiệp thương lái đưa ra để mua lúa của nông dân vẫn thấp. Ông Nguyễn Công Lý, ngụ xã Phương Thịnh, cho hay ông vừa thu hoạch 10 hecta lúa hè thu với giống lúa Đài Thơm 8, nhưng giá bán chỉ 5.600 đồng trên kg. Với giá này, khi bán hết lúa, tôi chỉ huề vốn, còn ai thuê đất trồng xem như lỗ. Nguyên nhân do giá thu mua lúa thấp hơn giá vụ đông xuân 5.900 đồng trên kg, cộng với phân bón tăng cao, phân ure hơn 1 triệu đồng trên một bao, thêm giá xăng dầu tăng, lấy đâu có lời. Vụ hè thu này, chi phí sản xuất có thể tăng từ 300.000 đến 500.000 đồng trên công,
thậm chí cao hơn nếu nông dân không sử dụng phân bón hiệu quả và tiết kiệm. Hai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, thu đông. Mới đây tại Vĩnh Long, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận định về vụ lúa hè thu vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ngoài ra, giá vật tư, nguyên liệu đầu vào sản xuất ở mức cao. Do đó, ông đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc bộ và địa phương cần tiếp tục chỉ đạo sản xuất điều hành một cách quyết liệt và linh hoạt để có các vụ mùa thắng lợi. Các địa phương cần tập trung bố trí lịch thời vụ sản xuất phù hợp với từng vùng và tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Trong cơ cấu giống lúa, cần ưu tiên các giống chủ lực như nhóm giống lúa chủ lực trắng trong hạt dài chiếm 60%, giống thơm đặc sản từ 15% đến 20%, giống lúa nếp không được vượt quá 10%. Song trong đó cần đẩy mạnh nhân rộng và phổ biến các mô hình, quy trình kỹ thuật tiên tiến để giảm chi phí, nâng cao chất lượng, giá bán và hiệu quả sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp nhằm hạn chế hàng giả, hàng kém. Ông cho biết trong khi mặt bằng giá gạo tăng cao thì giá nếp lại giảm sâu do phụ thuộc thị trường Trung Quốc. Nông dân tại các vùng chuyên canh nếp trước đây như An Giang, Long An đã bỏ nếp khá nhiều vì đầu ra khó khăn. Giá nếp xuất khẩu từ hơn 500 USD trên tấn, nay còn 450 USD trên tấn. Trong khi giá tấm gạo chuyên xay bột làm bún, làm bánh lại tăng do nông dân giảm trồng giống lúa để phục vụ phân khúc này. Giá lúa hôm nay tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp duy trì ổn định, riêng mặt hàng lúa nếp điều chỉnh tăng giá với mức tăng mạnh 300 đồng trên 1 kg. Hiện nếp tươi ở An Giang được thương lái thu mua tại ruộng với mức 5.600 đồng đến 5.850 đồng trên 1 kg, tăng 150 đồng trên 1 kg. Nếp Long An tươi 5.600 đến 5.850 đồng trên 1 kg, tăng 300 đồng. Tại Kiên Giang, giá lúa thường giao động ở mức 5.500 đồng đến 5.800 đồng trên 1 kg. Lúa chất lượng cao 6.000 đến 6.200 đồng trên 1 kg, giảm 1.000 đến 1.500 đồng trên 1 kg so với vụ trước. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm